Văn hóa ẩm thực. Em sao nó đẹp. Lấy cái chữ play off là nó chơi chữ hay sao con? Bò. Cái chữ play off là play cu ra hả? Dạ đúng rồi. Mà nó chơi chữ nó ghi vậy đó hả? Play off vậy hả? Hay là địa danh play off? Cái làng play off hả? Làng off. Đó, ra đi. Con mùi chữ thành phố play cu Gia Lai. Sao? Vô đây nghe tiếng cồng chiêng của người dân tộc. Come.
Kiên, con có bị quê không Kiên? Con bị quê không? Ôi trời ơi, các bạn quá hả? Ta đây rồi. Sao chú biết người em ở đây mà tới hay vậy? Nơi nào vui là nơi đó có Mai Ly. Come on.